đám cưới Diễm Mi 9 x người có đôi lo tình tứ người cô đơn mắc tấu Hải bắt hoa la Ngọc bất chấp hình tượng gỡ cả tóc giả để tranh phần thưởng. Thúy Ngân mất cả giày khi quẩy đám cưới. Quỳnh Châu tập bắt hoa với cô dâu cả buổi trời cuối cùng vẫn tay trắng. Tiểu Nhi được anh tú chăm như em bé, Puka, Diên Tuấn kiệt tay trong tay không rời. Thanh Sơn, Khả Ngân tranh thủ chụp ảnh cưới sau khi dự hôn lễ. Trường Giang, Tiến Luật, Trấn Thành phục vụ vợ xong là lo lên sân khấu làm MC. Tối 21 tháng 12, dàn sao Việt đình đám đã cùng nhau đổ về dự lễ cưới của Diễm My 9X xuất hiện tại ngày trọng đại của nữ diễn viên. Các nghệ sĩ người thì lẻ bóng, người có đôi có cặp đi cùng nhau gây sự quan tâm lớn cho khán giả. Đặc biệt trong tiệc cưới, các ngôi sao cũng bung xóa hết mình, chung vui cùng cô dâu chú rể. Đầu tiên phải nhắc đến hội còn độc thân của Vebis, tham gia lễ cưới cũng là lúc họ được quậy đục nước, đồng thời đu nhau đi bắt hoa của cô dâu đặng thoát ế, khiến cư dân mạng được phen cười bò đó là Lan Ngọc. So về độ quẩy thì Ngọc nữ màn ảnh việc không hề thua kém Hỏa Minji. Tham gia một trò chơi trong đám cưới, thử thách kiếm một chiếc quần khiến Lan Ngọc chạy vòng quanh đi mượn quần của mọi người. Hay khi MC muốn một bộ tóc giả, nữ diễn viên không ngại tháo cả tóc giả đang đội ra để nộp. Nhìn cảnh Lan Ngọc hết mình, cả MC lẫn tóc tiên và Alex đều phải chào thua. Riêng tóc tiên có hành động cực tinh tế khi không ngừng giúp Lan Ngọc kẹp lại mớ tóc giả bên cạnh đó thúy ngân cũng tham gia trò chơi nhưng phần thưởng đâu không thấy chỉ thấy mất đôi giày cũng góp mặt tại đám cưới gian hậu đình đám của showbiz việt chiếm spotlight với vẻ ngoài xinh đẹp của mình từ tiểu vi lương linh ngọc châu khánh vân lê hoàng phương ai cũng đều keo lì hút mắt riêng mai phương thúy gây chú ý khi cô nàng bước vào nơi tổ chức tiệc cưới mà hơi ngơ có vẻ đang bỡ ngỡ với khung cảnh lộng lẫy này á hậu quỳnh châu cũng gây chú ý khi cô nàng quyết tâm phải bắt được hoa cưới của diễm my chín trước khi buổi lễ diễn ra quỳnh châu đã có mấy tiếng tập luyện với nữ diễn viên để bắt hoa tưởng thành thục cỡ nào cuối cùng vẫn tay trắng được biết hoa cưới của diễm my chín x đã rơi vào tay fashion Nita diệp linh châu. Ngoài ra, những cái tên khác như Hương Giang, Khổng Tú Quỳnh, Minh Tú, Võ Hoàng Yến cũng góp mặt tại lễ cưới. Minh Tú và Võ Hoàng Yến là hai cô gái đang chờ ngày lên xe hoa. Hương Giang không có hội cả cứng nên tiệc này có vẻ dịu hơn hẳn. Khổng Tú Quỳnh thì khỏi chê, diện đầm đen khoe sắc xinh đẹp cực hút mắt trong khi hội độc thân làm này làm kia thì hội có đôi có cặp cũng bận rộn không kém bận tình tứ và rắc cầu lương diệu nhi anh tú lâu lắm mới nắm tay xuất hiện công khai không chỉ dính nhau như sam cặp đôi còn chăm sóc lẫn nhau cực chú đáo khoảnh khắc anh tú buộc khăn ăn cho diệu nhi khiến cư dân mạng vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười bởi mấy ai chăm vợ như chăm em bé giống anh cơ chứ Puka, diên tuấn kiệt cũng là đôi vợ chồng ngọt ngào làm ai nấy đều phải ghen tị diên gần như không rời bà xã nửa bước cặp đôi thanh sơn khả ngân dù không công khai hẹn hò nhưng mà tương tác giữa hai anh chị lại tình lắm cả hai cùng nhau đến dự đám cưới còn chụp ảnh cùng bày thú bông trước sảnh bị minh sủ chưa là đang chụp ảnh cưới ba cặp bồ quen thuộc khác cũng góp mặt tại sự kiện là thu trang tiến luật harry won trấn thành trường giang nhã phương sau khi cùng các nóc nhà chụp ảnh và vào buổi lễ tiến luật trường giang trấn thành tranh thủ lên sân khấu làm mc với màn tung hứng của cả ba chiếc đám cưới trở nên sôi động và vui nhộn hơn bao giờ hết